Siêu trăng xanh đã vừa diễn ra vào dạng sáng nay, 20 tháng 8 theo giờ Việt Nam, được coi là lần trăng tròn lớn nhất và sáng nhất năm 2024. Người dân tại hàng loạt quốc gia trên thế giới đã có cơ hội ngắm sự kiện thiên văn kỳ thú này, bởi sẽ cần rất nhiều năm nữa thì hiện tượng này mới xuất hiện trở lại mặc dù có tên là trăng xanh nhưng thực tế đó chỉ là tên gọi còn mặt trăng vẫn có màu trắng bạc thông thường và có thể nhìn thấy trong suốt đêm cho đến khi mặt trời mọc trăng tròn tháng này được gọi là siêu trăng xanh do kết hợp của hai hiện tượng siêu trăng hiện tượng mặt trăng tiến rất gần tới trái đất vào thời điểm trăng tròn và trăng xanh hiện tượng trăng tròn xuất hiện hai lần trong vòng một tháng dương lịch hoặc ba lần trong bốn tháng mặc dù siêu trăng có vẻ lớn hơn và sáng hơn trăng tròn thông thường song hầu hết người quan sát có thể không nhận thấy sự khác biệt đáng kể đặc biệt là nếu như tầm nhìn bị ảnh hưởng bởi mây hoặc ánh sáng nhân tạo